Cùng với con trai thì mong là bác và anh có một là sinh nhật là ấm áp. Ngày mai là ngày Noel. Những ngày này, khắp thủ đô Hà Nội trang hoàng lung linh đón một mùa Noel và năm mới 2016 lại về. Thế nhưng, đâu đó trên những con đường, góc nhà cao tầng xuất hiện hình ảnh của những người vô gia cư nằm co ro giữa cái lạnh mùa đông. Đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 12, một nhóm các bạn trẻ hoạt động xã hội dân sự độc lập ở Hà Nội đã quyên góp trao tặng quà cho những người vô gia cư. Xuất phát lúc 22 giờ đêm, các bạn trẻ với trang phục ông già Noel chạy khắp các con đường, ngõ hẻm để trao tận tay hơn 50 phần quà, bao gồm thực phẩm khô, áo ấm, găng tay, vớ cho những người nghèo khổ ngủ ngoài đường phố và cả nhóm dân oan mất đất phải dựng lều ngủ tạm ngoài công viên ở Hà Nội. Thế là mình may mắn hơn những người mà không có nhà cửa khác, có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì mình muốn có cái gì đấy giúp đỡ họ thôi. Hầu hết trong số họ là những người nghèo ở các tỉnh lân cận, lên Hà Nội kiếm sống bằng các công việc chân tay như buôn bán dạo, lượm hay thu mua ve chai. Số tiền kiếm được hàng ngày không đủ để họ mướn một căn phòng ngủ qua đêm. Vậy nên, ban ngày họ rong ruổi kiếm sống, đêm về lại chọn cho mình một góc phố hay vỉa hè nào đó kín gió nằm ngủ tạm. Đặc biệt, còn có những cụ già đã ngoài 80, không thể làm việc, cũng không có con cái chăm lo. Các cụ phải nằm ngoài vỉa hè mấy chục năm nay. Có bánh với sữa với lại cháu có đúng không? Cháu găng bác. Để đâu được bác nhỉ? Có cả tất tay, tất cả găng tay bác nhá. Cháu chúc bác một Giáng sinh vui này. Những người này cho biết, chính quyền địa phương dù không giúp đỡ được gì, nhưng họ cũng không bị xua đuổi khi nằm ngủ trên vỉa hè và vẫn phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân để đăng ký tạm trú, tạm vắng. Từ thiện cho cái chăn này từ năm ngoái này, bắt đầu mùa rét năm ngoái là từ thiện cho này. Thì nói chung là mình đây là mình không có khả năng thuê người thợ mình ra đây. Có phải là mình ra đây mình báo với chính quyền này. Tôi ra đây để tôi thế này đâu. Từ ngày ra đây là được một năm rồi. Thì nói chung là trước đây năm kia là vẫn cứ nộp giấy tạm trú tạm vắng cho phường này. Cho nên là cũng chưa thấy ai hỏi gì cả. Ở Việt Nam, phúc lợi xã hội dành cho những người già, người vô gia cư rất ít, gần như là không có. Vì vậy, những cụ tuổi già nghèo khổ như thế này vẫn phải sống lay lắt nhờ vào tình thương của mọi người. Chúng tôi tình cờ gặp một nhóm bạn sinh viên khác cũng đang gửi quà cho những người vô gia cư. Thế mới thấy, giữa cuộc sống này vẫn còn rất nhiều tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ. Chỉ cần một hành động mang lại niềm vui cho những người kém may mắn hơn mình, dù là nhỏ nhoi thôi nhưng cũng thật ý nghĩa, cũng đủ để lòng người càng thêm ấm áp trong cái tiết trời se lạnh của mùa đông. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Nội, Việt Nam.